Anh bạn ơi, mình mới gặp con cái con sáo này nè bạn. Sáo con nè. Nó mới chạy nè. Đây. Đây các bạn. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi vẽ chim nha. Đây cái bao đồ nghề của mình vẫn là cái bao huyền thoại nha. Hôm nay mình đi vẽ chim, hôm nay mình đi ra tới đồng rồi bạn ơi. Đất lúa không nè. Không biết đi này có nào không, cho đem theo cái hút cái mũ chụp đầu cho nó nè. Cái này cái nón có vừa rắn nha. Mình không biết có con nào không này, giờ mình đi nha các bạn. Đi nãy giờ đây cũng xa xa đường các bạn, đi giờ mỏi giò luôn. Nhìn hai bên đây, bên đây có nào có chỗ nào đâu mà có nhà cửa gì đâu, chỉ toàn là đất ruộng mênh mông. Mình chỉ đi có mình ở này nha, một mình một. Hy vọng là hôm nay sẽ được con diều trắng đẹp đẹp tặng anh em nha. Đi hoài không gầy, đi hoài không có gì hết các bạn ơi. Buồn quá. Nè, bên đây con nè. Nó có con bay miệt bánh kìa. Xa dữ lắm. Mới gặp nó bay bên đùm cái hàng cây này nè, giờ mất tiêu nữa rồi. Sơ ý là đậu cây nào mình không có thấy các bạn. Giờ mình đi tiếp thôi. Cái này mà rộng đây mà gió mát này thì bữa nào kiếm con gà mình đem ra đây mình là nắng đất sét mình nướng nha các bạn. Kiếm con gà phân ký rồi đem đây nướng chấm muối ớt. Gió đồng hiu hiu mát thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Sen kìa, gặp con đảo ở đây nè, đảo gan vô hàng cây lùm cây nữa đó, mà quá xa nhỏ nhìn khó thấy quá. Này mình quay bằng điện thoại các bạn, mình đang mua một cái con Eken H5S của Lazada rồi. Mua mấy ngày nay rồi cũng gần có rồi. Lấy con nó quay hình ảnh cho nó đẹp đẹp chút cho các bạn xem cho nó đã. Nó bển mình xa quá, lúa cao mình đâu có đi được. Nè, mới đảo đây nè. Kiếm chỗ nào mình gài nó cái nha. Gài cho thử có dính không dính mình nghĩ mình về luôn. Đi bây giờ cũng mệt rồi đó. Đây nè, để mình kiếm cái nào mình gãy đây kìa, cắt này mới cắt nè. Anh các bạn ơi, mình mới gặp con cái con sáo này nè bạn, sáo con nè, nó mới chạy nè.
đây rồi. Đây các bạn. Đây nè. Wow. Các bạn ơi, bẫy từ sớm giờ luôn bạn. Nào bẫy nãy giờ cũng có tiếng hồ, chẳng dính con nào hết vậy các bạn. Hiện giờ là mình đang ngồi giữa đồng nha, có mình lên nè, không đi với ai nha. Quá trời mệt luôn rồi, mà cũng may là mình bắt được cái con 6 con các bạn. Đây cho các bạn xem nè. Đường con 6 nãy mình gặp nó té chạy nổ xuống gì á, mình gặp nó chạy mình lụm nè. Mình đi bẫy từ sớm giờ còn cái bẫy đen nè. Nè. Thì nãy giờ có tiếng hồ rồi không dính con nào chứ. Trời ơi. Nè bạn. Có con nha, mới bắt được luôn. Con này miệng bị gì á. Giờ nó té nó chạy mà nó không có bay được. Giờ quyết định mình đem gì mình nuôi luôn các bạn. Hôm nay đi lấy chim tặng anh em mà hết rồi mà bẫy không có bạn ơi. Mình cũng bẫy con nữa, mình cũng nghĩ nha, mình cũng có nhiều bạn comment nói mình để cho nó bắt chuột giúp nông dân thì thôi mình không bẫy nữa bạn ơi, mình sẽ mình kiếm một con nữa thôi chứ mình không đi bẫy nữa, một con nữa là mình nghĩ lại bẫy luôn nha. Nãy mình thấy con đau đảo đây nè, mà mình gài đau đảo đây nè, mình gài nãy giờ có tiếng hồ rồi bay ốc tiêu luôn rồi. Đem về nuôi sáo này tập cho nói chuyện các bạn. Đây. Ai đi bẫy chim mà không được, lại được con sáo. Sáo mới bay. Nhìn nè, mà nhỏ luôn. Lông còn mông gòn nữa bạn. Còn trắng. Nè. Còn mông gòn nữa thôi cũng được, đẩy được bảy chiều trắng thì mình tặng cho các bạn, mà còn có sáu rồi mà để mình nuôi nha, không có tặng nha. Mình đang kiếm ổ chim cu mình nuôi nữa mà chưa gặp. Thôi video ở đây kết thúc các bạn. Này đen quá các bạn ơi, bảy không dính gì chứ. Đang ngồi giữa đồng mình lên nè. Cái này là hiện giờ đang là 12 giờ đang 1 giờ 25, nhà có hàng cây mát gió hiu hiu chứ tao nhìn là ngoài lúa nắng nha, lúa này đang cắt được các bạn, chuẩn bị đi đầu chuột thôi. Chào các bạn nha, bạn xem thấy hay thì like share đăng ký ủng hộ mình nha các bạn.